quý vị, tháng công dân năm nay có chủ đề Công dân Việt Nam tiên phong sáng tạo, trách nhiệm an toàn, thích ứng, nhằm thể hiện vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong lao động sản xuất, phục hồi kinh tế xã hội, kết hợp với phòng chống dịch trong bối cảnh mới. Diễn ra trong tháng 5, các hoạt động trong tháng công dân được các cấp công đoàn triển khai nhằm thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và toàn xã hội, chăm lo hỗ trợ công nhân, người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Liên quan đến nội dung này, phóng viên thời sự đã có buổi phỏng vấn ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mời quý vị cùng theo dõi. Vậy trong tháng công nhân năm 2022 thì các cấp công đoàn sẽ tập trung để triển khai những hoạt động như thế nào thưa ông? Nhất thì các cấp công đoàn sẽ tổ chức tuyên truyền cho người lao động và các cái tổ chức công đoàn dưới cơ sở thấy được cái truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam. Một cái hoạt động có ý nghĩa nữa đó là tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng máy ấm là công đoàn, rồi các cái gói an sinh xã hội để giúp đỡ cho những công nhân có những khó khăn trong cuộc sống. Và một hoạt động có ý nghĩa nữa đó là chúng tôi sẽ cùng với lại người lao động, người sử dụng lao động và các cái tổ chức khác đó là tiến hành đó là ký thỏa ước lao động tập thể với những cái khoản tiền lương, tiền thưởng, rồi cái điều kiện làm việc có lợi cho người lao động. Và đây là việc làm hết sức có ý nghĩa và đã và đang làm. Và một cái nội dung nữa là chúng tôi sẽ đề xuất với lại người sử dụng lao động và các cái đơn vị có liên quan tổ chức các cuộc thi tay nghề, rồi là thi sáng tạo để khơi dậy cái năng lực của giai cấp công nhân. Và đồng thời là qua đó cũng biểu dương tôn vinh những công nhân là sản xuất giỏi và lao động sáng tạo, và đồng thời cũng thực hiện cái 1 triệu sáng kiến mà tổng liên đoàn cũng đã là phát động nhằm nâng cao cái năng suất lao động của công nhân. Vậy để tháng công nhân năm nay đạt cái hiệu quả cao nhất thì các đơn vị doanh nghiệp và các cấp công đoàn cơ sở sẽ phải triển khai những hoạt động như thế nào thưa ông? Thứ nhất là các cấp công đoàn phải tổ chức quán triệt cho là công nhân và người lao động thấy rằng là những chỉ đạo, những quan tâm của tổng liên đoàn với tỉnh ủy, ban tỉnh về tháng công nhân và thấy được sự đóng góp của công nhân trong sự phát triển của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cái thứ hai là cùng với lại là các cấp công đoàn thì tập trung mọi nguồn lực để lo cho công nhân khó khăn và chăm lo bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp chính đáng của công nhân, làm cho công nhân là tin tưởng vào cái tổ chức công đoàn. Song song đó thì tổ chức các cái hoạt động về kết nối giới thiệu việc làm, thì qua đây cũng hết sức cảm ơn các cái doanh nghiệp, các cái mạnh thường quân thời gian qua cũng đã đồng hành cùng là liên đoàn lao động tỉnh trong cái việc các tổ chức thăm hỏi là về vật chất và tinh thần để cho là người lao động là có cuộc sống là khá hơn và tự vươn lên nó là thoát nghèo. Vâng, cảm ơn ông đã dành thời gian để tham gia cuộc phỏng vấn. Cũng theo Liên đoàn Lao động tỉnh, trong tháng công nhân 2022, công đoàn các cấp sẽ tổ chức các cuộc gặp mặt, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền, doanh nghiệp với cán bộ công đoàn và công nhân viên chức lao động. Qua đó tạo cơ hội để người sử dụng lao động và người lao động lắng nghe, chia sẻ, cùng nỗ lực vượt khó, phục hồi phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ doanh nghiệp. Cùng với đó, các cấp công đoàn sẽ tổ chức tôn vinh biểu dương công nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, nhất là trong phong trào công nhân viên chức lao động nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Liên đoàn Lao động tỉnh dự kiến sẽ tổ chức thăm hỏi, động viên và trao 700 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động. Ngay từ đầu tháng 5, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh việc ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị doanh nghiệp cung ứng lương thực thực phẩm, chăm sóc sức khỏe nhằm mang lại những ưu đãi cho đoàn viên người lao động. Còn các doanh nghiệp cũng có nhiều hoạt động như hỗ trợ tiền, tặng quà cho người lao động, hỗ trợ người lao động hoàn thiện các thủ tục hưởng các chính sách hỗ trợ tiền phòng trọ theo quyết định 28 của Chính phủ.